Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi cập nhật tính đến thời điểm 15 giờ ngày 2 tháng 12, trên địa bàn cả nước đã xảy ra ít nhất 6 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người tử vong và 2 người bị thương. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay tại km 00+500 quốc lộ 279 thuộc địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, một tài xế điều khiển ô tô đầu kéo tự gây tai nạn dẫn tới tử vong. Vào thời điểm trên, một nam thanh niên chưa xác định được danh tính, lái xe ô tô đầu kéo sơ mi rơ móc mang biển kiểm soát 15C01842 trên 15R02797 chở cột điện bê tông tròn di chuyển trên quốc lộ 279 hướng Hạ Long, Cẩm Phả đã tự đâm vào giải phân cách giữa đường. Hậu quả các cột điện chở trên xe lao lên phía trước, đè lên nóc cabin khiến tài xế bị đè tử vong, mắc kẹt trong cabin. Từ hình ảnh hiện trường cho thấy khu vực xảy ra tai nạn tại một vòng cua, có khả năng tài xế còn thiếu kỹ năng vào cua an toàn, chưa làm chủ được phương tiện, dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Tại km 315+400 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác. Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Hồng, 40 tuổi, ngụ ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36B4-57719, lưu thông theo hướng Nam Bắc, bất ngờ va chạm vào xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-07779 do Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1991, ở xã Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa, điều khiển đi cùng chiều. Và chạm mạnh khiến chị Hồng tử vong tại chỗ. Vụ việc một lần nữa là lời nhắc nhở các tài xế cần nghiêm túc tuân thủ những quy định về an toàn giao thông, đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện khác, tránh xảy ra va chạm. Ngoài hai vụ tai nạn kể trên, trong hôm nay chúng tôi đã ghi nhận được một số vụ việc khác xảy ra trên cả nước. Vào khoảng gần 5 giờ sáng nay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 89C-03683 lưu thông theo hướng Hà Nội, Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn km 792+330 thuộc địa phận trên thì bất ngờ đâm gục một đoạn giải phân cách cứng giữa quốc lộ 1, sau đó tiếp tục lao sang bên trái đường theo hướng lưu thông, lật nhào nằm án ngữ gần 1/2 mặt đường, bốc cháy dữ dội. May mắn tài xế cùng người đàn ông trên xe đã kịp thoát ra ngoài. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa nhưng vẫn không cứu được chiếc xe. Hậu quả xe tải cháy trơ khung, toàn bộ hàng hóa vận chuyển trên xe gồm nhiều kiện gói hàng hóa, giấy tờ bị thiêu rụi. Trưa nay trên đường 35 xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, hai xe chở rác của địa bàn quận Nam Từ Liêm đang di chuyển thì bất ngờ đâm trực diện, đối đầu nhau, khiến hai phương tiện hư hỏng, hai tài xế bị thương nhẹ. Tại hiện trường, một chiếc xe bị hất văng xuống ruộng, có khả năng khi di chuyển tới khu vực trên, cả hai tài xế đã chưa làm chủ được tốc độ, thiếu chú ý quan sát, dẫn tới va chạm. Cũng tại Hà Nội vào đầu giờ chiều nay, một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 30E-23541 di chuyển trên đường Đỗ Đức Dục hướng đi Trung Văn. Khi tới chân cầu vượt Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, chiếc xe bất ngờ bất lái lao lên giải phân cách giữa, đâm đổ cột đèn chiếu sáng. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe hư hỏng, biến dạng, may mắn tài xế không bị thương. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên tài xế đã lái xe trong tình trạng ngủ gật. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, tại khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một chiếc xe đầu kéo biển số 50LD10353 chở nhiều cuộn sắt nặng hàng chục tấn. Khi đến một khúc cua, tài xế cho xe ôm cua thì bất ngờ nhiều cuộn sắt trên rơ móc đổ tràn xuống đường. Lúc này, một chiếc xe máy lưu thông cùng chiều đã bị một cuộn sắt va trúng. Rất may người đàn ông điều khiển xe máy đã kịp thời nhảy ra khỏi xe, thoát được nguy hiểm. Tại hiện trường, 7 cuộn sắt nằm lăn lóc trên đường, chiếc xe máy bể nát, may mắn không có thêm phương tiện nào bị vạ lây. Được biết, vào thời điểm trên, tài xế xe đầu kéo đã cho xe vào cua nhưng không giảm tốc độ. Có thể thấy tài xế trong vụ việc trên đã chưa có biện pháp cố định vật liệu trên xe an toàn, tiềm ẩn nguy hiểm với các phương tiện xung quanh. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 20 Nghị định số 46 năm 2016 của Chính phủ, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi. Qua đây, các tài xế chở hàng rời, dễ rơi vãi cần đặc biệt lưu ý, phải có những biện pháp che chắn hàng hóa, tránh gây nguy hiểm đến các phương tiện lưu thông trên đường. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay bằng một cảnh báo về tình trạng các tài xế không làm chủ được phương tiện để lại hậu quả nghiêm trọng.
Theo nội dung một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội mới đây, vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường đã bất ngờ mất lái, tông trúng hai người đi xe máy phía trước, khiến nạn nhân bị thương. Không dừng ở đó, chiếc xe tiếp tục lao lên vỉa hè rồi mới dừng lại. Có thể trong vụ việc trên, tài xế đã chưa tập trung cầm lái nên không làm chủ được phương tiện, dẫn tới tai nạn, cũng không loại trừ nguyên nhân đến từ việc hệ thống phanh xe bị hỏng. Dù nguyên nhân đến từ đâu, vụ việc tiếp tục là lời nhắc nhở các tài xế cần phải nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, tập trung lái xe trong mọi tình huống, đồng thời đem phương tiện đi bảo dưỡng định kỳ để sửa chữa kịp thời nếu phát hiện phương tiện gặp trục trặc. Vừa rồi là những tin tức chúng tôi cập nhật được trong bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.